Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Mà hôm nay em muốn giới thiệu cho các bạn rất đơn giản, có vài đơn kiện thôi. Tuy nhiên ứng dụng của nó rất rộng rãi, các bạn có thể dùng nó để điều khiển tốc độ của máy xe nhân tố, giống như trong phần đầu clip của mình. Điều khiển tốc độ động cơ AC, điều khiển tốc độ của máy quạt, điều khiển đường sáng bóng đèn, điều khiển nhiệt độ mở hàng. Đầu tiên về linh kiện chúng ta sẽ cần một vài thứ như sau. Một con phích cắm, một cái chuôi cắm âm, một chiếc áp 500 kg, một con BT136, một con DX, một điện trở 1 kg, một điện trở 2.2 kg và cuối cùng là một tụ 104. Màn này rất là đơn giản, do đó mình không có làm bo. Các bạn dùng dây nối để nối từ linh kiện này sang linh kiện kia, giống như trong sơ đồ của mình. Chỉ cần các bạn nối đúng mà sẽ chạy ngay. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhé. Đây, xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm hoàn thiện của mình. Với đầu ra, đầu vào, mình tận dụng cái ổ cắm chuyển từ 3 lỗ sang 2 lỗ này để làm cái hộp đựng tất cả thiết bị bên trong, rất là tiện gọn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tới mạch nha. Thiết bị đầu tiên mình test chính là một cái máy xay nhân tố.
nó có công suất khoảng tầm 200W. Nhân tố bật trước. Tiếp theo là cắm nguồn nhé. Rồi, mạch đã được cắm nguồn xong. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Khá là nhuyễn đúng không? Một thiết bị tiếp theo mình sẽ test đó chính là một cái máy khoan. Máy khoan này mình của mình hay dùng, công suất của nó là 600W, các bạn thấy đây, chúng ta thử nha. Cắm điện vào, bật nút này, khóa lại. Bắt đầu nha. Khá là tuyệt phải không nào? Chúc các bạn thành công.